Nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp sang đến cái phía hôm trước của chúng ta. Được chưa nào? Bây giờ người ta cho là x y z thỏa mãn là x trên 2 bằng y trên 5 bằng z trên 7 với x y z là khác 0. Tính p đây là bằng x trừ y cộng z, ở đây là x cộng với lại là 2y trừ z đúng không? Vậy thì bây giờ ta có như sau này, ta đặt này. X trên 2 bằng y trên 5 bằng z trên 7 bằng k đi. Được chưa? Ở đây nó bằng một cái số k. Vậy thì khi mà nó bằng k ấy thì chúng ta sẽ xử lý được nó như thế nào? Khi nó bằng k ấy, ta sẽ có được như sau. Ta sẽ có được đó là x của chúng ta ở đây nó bằng 2k, y bằng 5k và z bằng mấy? Bằng 7k. Đúng không nào? Vậy thì p ở đây nó bằng x trừ đi y cộng với z, được chưa nào? Trên x cộng với 2y trừ z nó sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây nó sẽ là bằng này. Ở đây thì nó sẽ là bằng x là bằng 2k trừ đi 5k cộng với 7k. Tất cả chia cho mấy? 2k trừ đi 10 cộng với 10k trừ đi 7k. Vậy bằng bao nhiêu? 4k nhỉ? 4k trên 5k bằng 4/5. Vậy các bạn sẽ có được một điều là p bằng mấy? P bằng 4/5. Được chưa? Ok. Tôi thấy thấy con phút con ghi nốt ra mấy dòng cuối được không thầy? Ok, ghi đi. Xong chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Ok. Tiếp tục nào. Hôm trước thầy đã dạy đến cái tính chất của dãy số bằng nhau chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta mới học đến tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chứ đúng không? Thôi chúng ta chuyển sang đến học cái tính chất của dãy số bằng nhau luôn đi. Được chưa? Sau đó tiếp 1. Không biết em nào làm slide này là tiếp 1 là thế nào nhé? Ai làm slide này đây? Ai làm slide này đây? Lại sai chữ nhà thế này. Đã lên bao nhiêu này? Đã ai bảo em là ai bảo em là tiếp một là thế nào? Ừ. Vâng. Ôi trời, tắt nguồn rồi. Thôi xong rồi, thầy đã tắt cái nguồn máy tính rồi. Mật khẩu là gì đây? 13007 à? Đấy, bọn em toàn làm mất thời gian không? Delete. Đấy, làm vậy thì chứ. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học sang cái tính chất của dãy số bằng nhau nào. Được chưa? Các bạn lý ghi thầy lý thích thầy ta có sau kiến thức cần nhớ này, kiến thức cần nhớ nhá. Thì chúng ta biết rằng tỉ lệ thức của chúng ta thì nó là đẳng thức của hai tỉ số, đúng chưa nào? Bây giờ ta có như sau. Một nào, tỉ lệ thức nó là đẳng thức của hai tỉ số, đơn giản thôi đúng không, là đẳng thức của hai tỷ số
Ở đây ta có thể viết được dạng là A trên B bằng C trên D, hay là A chia cho B bằng C chia cho D, đúng không? Với cách viết như này, A và D là bên ngoài, thì A và D được gọi là gì? Các ngoại tỉ. Còn D và C được gọi là gì? Các trung tỉ. Được chưa? Với cách viết như thế. Thì thứ nhất là đẳng thức của chúng ta thì nó là tỷ lệ thức thì nó đẳng thức của hai tỷ số. Cái vấn đề thứ hai, tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Dãy nhé, dãy tức là nhiều tỷ số bằng nhau, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có tỷ lệ thức của chúng ta là hai tỷ số, được chưa? Còn ở đây là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Từ dãy này, nhiều tỷ số bằng nhau, tức là A trên B là một tỷ số, đúng không? Nó bằng C trên D là một tỷ số 2, đúng không? Thì nó sẽ là bằng A cộng với lại C trên B cộng D, được chưa? Hoặc là A trên B nó bằng C trên D, nó chỉ bằng A trừ đi C trên B trừ D. Đó, được chưa? Vậy thì lúc này đây là 2, vậy thì 3 thì sao? A trên B nó bằng C trên D bằng E trên F, đúng không? Thì nó sẽ là, có phải là bằng A cộng với C trừ đi E tất cả trên B cộng D trừ E. À quên, nhầm, trừ F. Được chưa? Thì đây nó chính là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Được chưa? Đơn giản thế thôi nhá. Và ở trong này chúng ta sẽ có cái chú ý như sau. Ta có này. Chú ý một chút. Chú ý ta có này, A trên B này mà nó bằng C trên D này, nó bằng E trên F này, đúng không? Thì lúc này thì chúng ta có thể viết là như nào? Lúc này chúng ta có thể viết đó là A chia cho C chia cho E. Nó bằng B chia D chia F. Được chưa? Đấy. Thì đó là cái lý thuyết của chúng ta. Các bạn ghi vào đi. Để bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần bài tập. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần luyện tập nào. Nào bây giờ các bạn lưu ý như sau, ta có này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là tìm thành phần trong dãy tỉ số bằng nhau của chúng ta. Người ta cho một cái tỷ lệ thức là x trên 7 bằng y trên 3. Tính x và y biết câu A của chúng ta. X cộng y là bằng 110. Thì các con phải có một cái câu văn như sau. Đó là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có. Áp dụng tính chất nha. Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Lưu ý tất cả các bạn bật hết cam lên cho thầy nhé. Lưu ý bật hết cam lên để cho các cô chú trợ giảng để xem các con học hành như nào. Bật hết cam lên cho thầy. Bật cam là yêu cầu bắt buộc khi học Zoom. Bật cam lên để các cô chú theo dõi xem học hành như nào. Bật hết cam lên. Em bật cái đó này. Đây đây, cái ba chấm này. Đây đây. Để cho em kéo rộng. Bật hết cam lên nào. Đấy, theo dõi cam liên tục, bạn nào không bật cam là phải yêu cầu bật cam lên hết để thầy còn kiểm tra xem học hành như nào nhá. Đấy, ok. Nào, ta có như sau, đó là áp dụng tính chất của dãy tỉ số được chưa? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Thì khi áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ấy, thì ta có như sau. Ta được đi. Đúng không? Từ đây là x trên 7 nó bằng y trên 3 và nó bằng x cộng với y trên 7 cộng với 3 bằng 110 trên 10 bằng 11. Đúng không nào? Suy ra một điều, ta có là x trên 7 nó bằng bao nhiêu? X trên 7 là bằng x trên 7 là bằng 11, suy ra x bằng 77. Y trên 3 nó bằng 11, chứ ra y sẽ bằng bao nhiêu? Y bằng 33. Đó, vậy
x bằng 73, y bằng 33. Đấy là câu A của chúng ta. Tiếp tục câu B nào. Các bạn áp dụng câu A, các con comment đáp số câu B cho thầy. Bạn nào comment ra em ghi vào trong đấy nhé. Nào câu B nào, bạn nào ra rồi? Phú Đức ra câu B chưa? Chưa. Bạn Nguyễn gì vừa chat đấy nhỉ? Em kéo cái rộng cái khung chat lên xem. Thu Phương à? Thu Phương ra là x bằng 350/4 và y bằng 150/4 nào. Ở đây ta có như sau. Các con lại có này. Câu B này. Các con bắt buộc phải có một cái câu nhá. Đó là áp dụng tính chất. Áp dụng tính chất. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Được chưa? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được như sau. Ta được đó là x trên 7 nó bằng y trên 3 nó bằng x trừ đi y tất cả trên 7 trừ đi 3, đúng không? Thế nó bằng 50/7, 50/4. Đó. Vậy lúc này các con sẽ có được cái điều gì? Ta có là x trên 7, x trên 7 nó bằng 50/4. Suy ra x nó bằng 350/ phần 4 bằng 175/2. Đúng không? Chúng ta nên đưa về cái phân số tuyết giả, đúng không Thu Phương? Tiếp theo là y trên 3 của chúng ta. Y trên 3 của chúng ta nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 50/4. Thì suy ra y nó sẽ là bằng 150/4, tức là bằng 75/2. Vậy chúng ta sẽ có được cái điều gì? Vậy chúng ta sẽ có được đó là x nó sẽ là bằng 175/2 và y nó sẽ bằng 75/2. Được chưa? Ok nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Đề bài như sau. Tìm hai số x và y biết, x chia cho 2 thì nó bằng y chia cho -5 và x chia bằng 7. Câu B bài số 2 thì cũng đơn giản, không có gì khó cả. Các cái bài như này toàn bài dễ thôi. Các con áp một lượt đi thì lát thì chữa cho nó đỡ mất công. Vũ Lâm là câu ra là A này. Minh Duy ra chưa con? Mộc Vân, Dũng, Thiên Quang. Thiên Quang tập trung vào con. Bao nhiêu? Rồi ok. Câu A nào. Câu A ta có sau. Ta có là x chia cho 2 nó sẽ là bằng y trên -5, đúng không? Áp dụng tính chất. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đúng nào? Chưa? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có như sau. Ta có là x trên 2 bằng y trên -5 nó bằng bao nhiêu? Nó bằng x trừ y trên 2 trừ đi -5 bằng -7 phần 7 là bằng -1. Đúng bằng -1 không? -1. Vậy lúc này chúng ta có được một điều như sau. Chúng ta sẽ có là x trên 2 nó bằng -1. Chúng ta x bằng mấy nào? X bằng -2. Và y trên -5 nó bằng -1. Chúng ta y nó sẽ là bằng mấy? -5. Vậy x nó sẽ bằng -2. À x bằng 5 xin lỗi. À x bằng 2, -2 và y bằng mấy? Y bằng 5. Đó, xong. Câu A của chúng ta là đã xong.
Bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu B. Câu B ta có như sau này. Ta có là x trên 19 nó bằng y phần 21. Được chưa nào? X trên 19 nó bằng y phần 21 và 2x trừ đi y thì bằng 34. Thì ta sẽ có được này, nó sẽ là có là 2x trên 38. Đúng không? Nó sẽ là bằng y phần 21. Bởi vì đây là 2x thì các con cần phải biến về 2x ở đây. Đúng không? Vậy thì ta sẽ có như sau, áp dụng tính chất. Áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau, ta có đây. Ta có là 2x sin 38 nó bằng y phần 21, được chưa? Nó bằng y phần 21 thì nó sẽ là bằng 2x trừ đi y tất cả trên 38 trừ đi 21. Có đúng không? Trên 38 trừ 21. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng mấy nhỉ? 2x trừ đi y trên 38 trừ 21 thì nó bằng mấy? Bằng 34 phần 17 bằng 2. Vậy suy ra một điều, x trên 19 bằng 2 thì x sẽ bằng 38, đúng không? Và tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo đây ta sẽ có là y trên 21. Y trên 21 ở đây nó bằng y trên 21 nó bằng 2 thì y sẽ bằng 24. Vậy các con sẽ có được điều gì? Vậy chúng ta sẽ có được đó là x bằng 38 vậy y. Hả? À 42, ok. 42. Đấy. Tiếp theo của chúng ta là câu tiếp theo nào. A trên 4 bằng B trên 5. A trên 4 bằng B trên 5 bằng C trên 2 và A cộng B trừ C là bằng 21. Được chưa? Đó. Thì ở trong cái bài này thì các bạn sẽ xử lý như nào? Nào, chúng ta sẽ xử lý làm sao nào? Ở đây ta có này. A trên 4 bằng B trên 5 là A cộng B trừ C. Thì bạn nào ra kết quả bài này rồi? Chưa nào ra? Áp dụng tính chất. Chúng ta phải thao tác nhanh như thầy. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Được chưa nào? Áp dụng cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta có như sau. Ta có là A trên 4 nó bằng B trên 5 bằng C trên 2. Được chưa? A trên 4 bằng B trên 5 bằng C trên 2 nó bằng A cộng B trừ C. Ở đây này, A cộng B trừ C thì nó còn 4 cộng với 5 trừ đi 2 thì bằng 21 phần mấy? 21 phần 7 là bằng 3. Đó. Những cái phần tính toán như thế các con phải làm rất là nhanh. Và đây thầy nói luôn nha, bây giờ thầy cứ dạy theo kiến thức như này và chúng ta phải theo cái mạch của lớp thì cứ đến tháng theo lộ trình. Bạn nào mà không theo đường lớp thì cứ thế là dụng đấy nha. Nhớ chưa? Đấy. Còn bây giờ đang còn dịch cho nên là không đến trung tâm học kèm được. Khi nào hết dịch thì mới đến trung tâm học kèm được sau. Cho nên là phải cố gắng. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng như sau này. Ở đây thì nó sẽ là bằng suy ra một điều. A trên 4 mà bằng 3 thì A bằng mấy nào? A bằng 12. B trên 5 nó bằng 3 thì B nó sẽ bằng 15. C trên 2 bằng 3 thì C bằng mấy? C bằng 6. Vậy con sẽ có được đó là A bằng 12, B bằng 15 và C bằng 6. Được chưa? Xong. Tiếp theo câu B của chúng ta. Câu B ở đây thì người ta có như sau này. Ta có là 3A ở đây nó bằng 4B. Thì lúc này có phải là A trên 4 nó phải bằng B trên 3 không? Đúng không? Tích các trung tỉ bằng tích ngoại tỉ đấy. Thì lúc này A trên 4 mà nó lại bằng B trên 3. Đúng rồi. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ở đây người ta cho B trừ A. Áp dụng tính chất của
dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có được đó là b trên 3 này nó bằng a trên 4 này, nó bằng b trừ đi a tất cả trên 3 trừ 4 này, 5 trên âm 1 thì nó bằng âm 5, đúng chưa? 5 trên âm 1 thì nó bằng âm 5. Vậy thì lúc này các con sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có được đó là b trên 3 của chúng ta bằng âm 5, rồi là b nó bằng âm 15. Tiếp theo, a trên 4 bằng bao nhiêu? A trên 4 nó bằng âm 5 thì a nó sẽ bằng âm 20. Suy ra một điều đó là a bằng âm 20 và b nó bằng mấy? Âm 15. Đó, đáp số. Xong chưa? Nào bây giờ tiếp theo chúng ta nào. Là bây giờ thầy có như sau: câu C là a trên 3 bằng b trên 4 bằng c trên 5 và a trừ đi 2b cộng với 3c là bằng 35. D là a trên 5 bằng b trên 6 này, b trên 8 bằng c trên 7 này và a cộng b trừ c là nó bằng 69. Các bạn làm thầy bài này nào. Khẩn trương để chúng ta chuyển sang dạng số 2 là bài toán có lời văn đấy. Thu Phương ra rồi à? Ok, Minh Duy ra ra chợ. Ở đây con xa thầy là chúng ta thấy là có 2B và 3C đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là A trên 3. A trên 3 nó bằng bao nhiêu? A trên 3 nó bằng 2B trên 8 và nó bằng 3C trên 15. Đúng không nào? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có như sau. Ta có là A trên 3 là A trên 3 nó bằng 2B trên 8 mà bằng 3C trên 15, được chưa? Vậy thì ở đây nó sẽ là bằng A phần 3 này cộng với 2B phần 8 cộng 3C phần 15. Vậy thì nó sẽ là bằng A trừ đi 2B cộng với 3C phần 3 trừ 8 cộng 15 là bằng 35 phần bao nhiêu? Phần mấy? Phần 10 à? 7 phần 2. Đúng không? Vậy suy ra một điều ta có như sau. Suy ra một điều ta có là A trên 3 ở đây nó bằng 7 phần 2 thì A nó phải là bằng 21 phần mấy? 21 phần 2. Tiếp theo, B trên 4 của chúng ta bằng 7 phần 2 thì B nó bằng 14 và C trên 5 bằng 7 phần 2, suy ra C nó sẽ là bằng 35 phần 2, được chưa? Xong tiếp tục sang câu D nào. Các con chép khẩn trương nhá. Các con chép khẩn trương với thầy. Ở trong cái bài này thì các con cần lưu ý như sau. Ở trong cái bài này thì các con cần chú ý đến tờ có này. Ở đây thì nó đã có là A phần 5 bằng B phần 6 mà đây là B phần 48. Thì B phần 8 thì B phần 6 thì nó phải là B phần mấy? 24 đúng không? 24 thì nó là ta gọi là A trên mấy bằng B phần 24. Ở đây là nhân với 4 thì nó phải là 20. Mà B phần 24 thì B phần 8 này, 24 thì nó bằng C phần mấy? C phần mấy nào? 21. Có hiểu chỗ này không? Để bạn nào chưa hiểu thì làm chậm lại một tí nhá. Các con lại không hiểu. Ta có như sau. A phần 5 bằng B phần 6. Được chưa? A phần 5 nó bằng B phần 6. Thì ở đây ta sẽ có được đó là A phần 20 nó bằng B phần 24.
Tiếp theo là b phần 8 nó bằng c phần 7, thì b phần 24 nó bằng c phần 21, được chưa? Vậy thì lúc này các con sẽ có được a phần 20 nó bằng b phần 24 nó bằng c phần 21, được chưa? Đó. Vậy thì lúc này các bạn sẽ có là áp dụng tính chất được chưa? Áp dụng cái tính chất của dãy số bằng nhau thì ta sẽ có được cái điều gì? A phần 5 A phần 20 này bằng B phần 24 này bằng C phần 21 này. Và ở đây nó sẽ là bằng bao nhiêu? Ở đây thì nó sẽ là bằng A cộng B trừ C. Tất cả trên 20 cộng 24 trừ đi 21, được chưa? Thì nó sẽ là bằng 69. 69 phần bao nhiêu? 69 phần 23, tức là bằng 3. Vậy lúc này các con sẽ có được là A trên 20, A trên 20 nó bằng 3, suy ra A bằng mấy? 60. B phần 24 nó bằng 3, thì B bằng mấy nào? B bằng 72. Tiếp theo một điều nữa là gì? Tiếp theo ta có là C phần 21 nó sẽ bằng bao nhiêu? C phần 21 của chúng ta ở đây thì nó sẽ bằng C phần 21 nó bằng 3, thì C nó sẽ là bằng bao nhiêu? C phần 21 bằng 3 thì C nó sẽ bằng 60 mấy nào? 63. Ok, vậy là xong. Minh Duy hiểu không? Hoàng Phúc sao lại vừa học vừa ăn con? Nghiêm túc vào. Các con học online nó phải gần, phải nghiêm túc như thể học offline ấy. Nào, ví dụ tiếp theo của chúng ta. Ví dụ tiếp theo của chúng ta nào. A trên B. A trên B thì nó bằng B 10. Và nó bằng 10 trên A. Ở đây là A cộng B là nó khác 10. À, khác âm 10. Nào, bây giờ câu A bạn nào làm ra đáp số rồi? Chưa ra. Mai Khuê ra chưa? Đức Dương ra chưa? Các bạn sao cứ tắt hết cam đấy nhở? Bật hết cam thì xem nào. Tại sao các con cứ tắt cam thì nhắc bao lần rồi? Có cái gì đâu. Nhìn mặt nhau thì có cái gì đâu mà phải xấu hổ nhở? Bạn Vũ Lâm ra chưa? Chưa ra câu này. Câu A chưa bạn nào ra đúng không? Tôi thầy lại chữa. Thu Phương ra bao nhiêu? Thu Phương đúng rồi. Ra A bằng B 10 đúng rồi. Vậy các bạn đều có, tao có đến sau này. Tao có là ở đây này. A cộng B bằng khác 10 đúng không? A cộng B nó khác âm 10 chứ. Thì ta có là A cộng B cộng 10 nó phải khác 0. Áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có. Thì đối với lại là dãy tỉ số bằng nhau thì các bạn sẽ có như sau này. A trên B này nó bằng B trên 10 này, nó bằng 10 trên A này, nó bằng bao nhiêu? Nó bằng A cộng B cộng 10, tất cả trên B cộng 10 cộng A thì nó bằng 1, đúng không? Bởi rõ ràng này khác không à? Đó là A cộng B cộng 10 phải khác không à? Thì khi A cộng B cộng 10 mà nó khác không rồi đúng không? Thì ta sẽ có được đó là A bằng B. A trên B bằng 1 này. Suy ra A bằng B này.
Tiếp theo là a b trên 10 nó bằng 1 thì b nó bằng mấy? 10. A trên 10 bằng 1 thì a bằng bao nhiêu? Bằng 10 luôn. Vậy các con sẽ có được đó là a bằng b bằng 10. Đó là câu a của chúng ta. Xong nhỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến câu b. Câu b nào. Câu b ta có là a trên 5 nó bằng b trên 4. Thấy chưa? A trên 5 nó bằng b trên 4. Với a trên 5 bằng b trên 4 thì các con bình phương lên đi. A trên 5 bình phương nó sẽ là bằng b trên 4 bình phương. Đúng không? A trên 5 bình phương nó bằng b trên 4 bình phương. Vậy thì lúc này ta sẽ có được đó là a bình phương trên 25 nó bằng b bình phương trên 16. Đúng không? Áp dụng tính chất của dãy tiết số bằng nhau. Được chưa? Áp dụng cái tính chất của dãy tiết số bằng nhau thì ta sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có là a bình trên 25 nó bằng b bình phương trên 16 nó bằng a bình trừ b bình tất cả trên 25 trừ 16 nó bằng bao nhiêu? 25 trừ 16 thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng 36 trên 9 bằng 4. Được chưa? 36 trên 9 bằng 4. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có được đó là a bình phương. A bình phương, đúng không? A bình phương bằng 25, a bình phương trên 25 bằng 4 thì a bình phương bằng mấy nào? A bình phương bằng 100. Đúng không? A bình phương bằng 100. Vậy thì a bằng mấy nào? A nó phải bằng cộng trừ 10. Tiếp theo là b bình phương trên 16 bằng 4. Bằng 4. Thì suy ra là b bình phương của chúng ta sẽ bằng 64. Suy ra b bằng cộng trừ 8. Rõ ràng ở đây đó là a và b của chúng ta phải cùng dấu, bởi vì a trên 5 bằng b trên 4. Suy ra a bằng 10, b bằng 8 hoặc là a bằng âm 10, b bằng âm 8. Ok chưa? Minh Duy hiểu không? Xong chưa nhở? Chuyển bài chứ nhở. Hôm nay khả năng chúng ta học hết được cái dạng 1 thôi. Dạng 2 bài toán có lời văn thì khả năng lại bữa làm sau. Bài toán có lời văn thì 1 bài 2 bài khả năng là dạy hết luôn đấy. Bài toán cái lời văn thì chẳng khả năng thầy dạy hết luôn. Mà thầy dạy hết luôn thì bây giờ chúng ta sẽ phải tập trung một chút nha. Thầy dạy hết phiếu luôn trong buổi hôm nay luôn, trong 25 phút nó dạy hết phiếu luôn. Để cho nó đỡ mất thời gian. Bởi vì mấy cái bài này nó cũng dễ mà. Nào bây giờ các bạn lưu ý, bây giờ chúng ta sẽ tập trung xử lý nhanh mấy bài này nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Ta có này. Là ở đây nó có 4x này. Có 3y và có 2z đúng không? Thì chúng ta sẽ có là 4x trên 4 nó bằng với 3y trên 6 và bằng với 2z trên 6 luôn, đúng không? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Được chưa? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Được chưa? Áp dụng cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ có như sau này. Đối với dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ có như sau này. Đó là 4x trên 4
4x trên 4 này nó bằng với 3y trên 6 này, nó bằng 2z trên 6 này. Và ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 4x trên 4 nó bằng 3y phần 6, nó bằng 2z phần 6, thì nó sẽ bằng 4x trừ 3y cộng 2z. Được chưa? 4x trừ 3y cộng 2z ở đây trên 4 trừ đi 6 cộng 6 thì bằng 36 phần 4 là bằng 9, đúng không? Vậy suy ra một điều, y bằng 9 này, y trên 2 bằng 9, suy ra y bằng 18, đúng không? Z trên 3 bằng 9, suy ra z bằng mấy nào? 27. Được chưa? Đó. Ở đây ta có là x, 2y và 3z, thì ta có như sau. Ta có là x trừ đi 1 trên 2 nó sẽ bằng với cái gì? X trừ 1 trên 2 nó sẽ bằng với 2y trừ đi 4. 2y trừ 4 trên mấy? Trên 6. Và nó bằng với 3z trừ đi 9, tất cả trên 12. Đúng không? Áp dụng tính chất nha. Áp dụng tính chất chúng ta có này. X trừ 1 trên 2 nó bằng 2y trừ đi 4 trên 6, và nó bằng 3z. Cái phân này nó mờ thế nhỉ? Em có thấy mờ không? Mờ đúng không? Nó sẽ bằng 3z. 3z trừ đi 9 tất cả trên 12. Và nó sẽ bằng này. Ở đây nó sẽ là bằng x trừ 1 trừ đi 2y trừ 4 cộng với 3z tất cả trên 2 trừ đi 6 cộng 12. Vậy nó bằng x trừ đi 2y cộng 3z này, ở đây là âm 1 này, cộng 4 là bằng âm 3 này, đúng không? À, cộng 3 này, tất cả trên 2 trừ 6 là bằng, nó bằng 8. Thì anh em 14, 14 cộng với 3 là 17 à? 17 phần 8 à? Lẻ thế à? Em kiểm tra lại xem có bị lẻ không? 17 phần 8, đúng không? 17 phần 8 thì ta sẽ có được là x trừ 1 trên 2 bằng 17 phần 8. Truy ra đó là x trừ 1 nó sẽ bằng 17 phần 4. Thì x nó sẽ là bằng bao nhiêu? X nó sẽ bằng 1 cộng 17 phần 4, tức là bằng 21 phần 4. Đấy, tương tự tìm ra y và z. Được chưa? Đúng không? Thì như bị nhầm ở đâu rồi? Nó là trừ 6, ở đây bằng 1 em ạ. Ở đây kết quả là bằng 1 mới đúng. Ở đâu? Trừ 9 đúng không? Ok. Trừ 9. Trừ 9 thì nó sẽ là bằng... ở đây nó là bằng cộng 3 là bằng trừ 6. Trừ 6. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ là bằng... nguyên cái này này. Thì bằng 14. 14 trừ 6 trên 8 là bằng 1. Đúng chưa? Đó. Vậy thì lúc này ta sẽ có là x trừ 1 trên 2 bằng 1. Suy ra x bằng mấy nào? X bằng 3. Y trừ đi 2 trên 3 bằng 1 thì y bằng 5, đúng không? Z trừ đi 3 trên 4 bằng 1, suy ra z bằng mấy nào? Bằng 7. Được chưa? Ok, xong. Ok, các bạn chép vào đi để chúng ta làm lên bài toán có lời văn nữa nào. Nào, ok. Bây giờ chúng ta sẽ, các con đọc đề chưa? Tính trượng tích của một hình chữ nhật, biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó là 2 phần 5. Đúng không? Chu vi của nó là bằng bao nhiêu? Chu vi là bằng 28. Vậy thì ở trong cái bài này thì các bạn sẽ có như sau nào. Quá dễ, ta có như sau. Chúng ta có một bài này, hai bài, ba bài, bốn bài. Ok, thì quất luôn bốn bài luôn nhá. Xử bốn bài này luôn nhá.
Tức là xong phiếu luôn đi, đỡ mất công xong buổi sau. Ta có này. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết rằng tỉ số giữa hai cạnh bằng 2/5, đúng không nào? Gọi chiều dài, chiều rộng của cái hình chữ nhật của chúng ta là A và B, đúng không? AB này phải lớn không? Và đơn vị là mét, đúng không? Vậy ta sẽ có ngay, đó là chiều dài, chiều rộng, tức là B phần A nó bằng 2/5. Suy ra A trên 5 nó bằng B trên 2, đúng không? Bởi vì 2/5 2 nó phải là cạnh bé thì nó phải là chiều rộng, đúng không nào? Thì lúc này chúng ta sẽ có như sau. Lúc này chúng ta sẽ có này, ta sẽ có rằng là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có như sau. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ có này. Ta có đó là A trên 2 bằng B trên 5 bằng A cộng với B trên 2, A trên 2 cộng 5, đúng không? Mà A cộng B thì nó bằng nửa chu vi, thì bằng 14 phần mấy? 4/7, tức là bằng 2. Suy ra một điều, A bằng 4 và B bằng mấy? B bằng 10. Vậy thì diện tích nó sẽ là bằng bao nhiêu? Diện tích ở đây nó sẽ là bằng 4 nhân với 10 bằng 40 mét vuông đáp số. Ok chưa? Xong. Dễ nhỉ? Các bạn chép hẳn chưa? Các bạn chép xong chưa? Con đơn này là con chép đến diện tích rồi. Ok. Bài 2. Cái số viên B của bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các cái số 2, 4, 5. Tính số viên B của mấy bạn, biết rằng ba bạn thì có tất cả là 44 viên B. Thì cái bài này của chúng ta, tôi gọi số B của ba bạn. Gọi số B của ba bạn Minh, Hùng và Dũng. Lần lượt là gọi số B của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là ở đây thì sẽ là bao nhiêu? Lần lượt ở đây sẽ là A, B và C đi, lớn không và đơn vị là viên B. Thế thì gọi là ABC, chúng ta có thể là gọi X, Y, Z tùy. Ta có như sau. A chia cho B chia cho C nó bằng 2 chia cho 4 chia cho 5, đúng không? Thì suy ra một điều, đó là A trên 2 bằng B trên 4 bằng C trên 5, đúng không nào? Áp dụng tính chất của cái dãy số bằng nhau, thôi làm luôn, được chưa? Đó. Xong lát mở ngoặc áp dụng ở đằng sau. Thì nó bằng A cộng B cộng C trên A trên 2 cộng 4 cộng 5 bằng 44 phần 11 bằng 4. Ở đây mở ngoặc là áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau, được chưa? Được chưa nào? Đó. Vậy thì bây giờ các bạn lưu ý như sau. Ta có này. Ta có được đó, A của chúng ta sẽ bằng mấy? 2 x 4 là 8, đúng không? B bằng mấy? B bằng 16 và C bằng 20. Vậy số B của bạn Minh, bạn Hùng, bạn Dũng lần lượt là bao nhiêu?
lần lượt là bao nhiêu nhỉ? Là 8, 16, 20. Được chưa? Ok. Đơn giản chưa? Quá dễ. Nào. Nào các bạn làm tiếp với thầy bài tiếp theo. Bài số 3. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số cây giữa trồng được giữa 7A và 7B là 0,8. Lớp 7B trồng nhiều lớp 7A là 20 cây. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng. Thì ở cái bài như này thì hướng dẫn luôn cho nó kịp luôn nhá. Ta có gọi số cây của hai lớp. Số cây của hai lớp 7A và 7B là bao nhiêu? Gọi số cây của hai lớp 7A và 7B ở đây nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là A và B. A B lớn 0 và đơn vị là cây. Tiếp theo ta gói như sau. Vậy ta gói này. A trên B bằng 0,8. 0,8 tức là bằng 8 phần 10. 8 phần 10 bằng 4 phần 5. Vậy thì lúc này các con sẽ có được cái điều gì? A trên B thì nó bằng 4 phần 5. Tức là A trên 4 nó sẽ bằng B trên mấy? B trên 5. Đúng không? Và nó bằng lớp 7B trồng nhiều lớp 7A thì nó bằng B trừ đi A trên 5 trừ 4 bằng 20 phần 1 bằng 20. Mở ngoặc, áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau. Lúc này chúng ta sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có được đó là số cây lớp 7A là bao nhiêu? Số cây lớp 7A của chúng ta nó sẽ là bằng 4 nhân với 20 là bằng 80 cây. Tiếp theo là số cây lớp 7B. Được chưa? Số cây lớp 7B của chúng ta nó sẽ là bằng 5 nhân 20 là 100 cây. Và chúng ta sẽ có đáp số. Ok chưa? Đó, còn bài nữa là sau. Thoải mái. 5 phút nữa thoải mái. Nào, bây giờ ba bạn nào. An, Bảo, Chi có số viên bi lần lượt tỷ lệ với 456, với rằng An có ít hơn Chi là 4 viên. Tìm số bi của mỗi bạn. Nào, Việt Bách làm bài này thì xem. Bài này dễ quá nhỉ. Em xóa khô luôn cho anh cả. Đây cho anh quất luôn, xong luôn. Hoàn thành KPI. À, bây giờ về nhà là chưa có 5 câu. 5 câu là toàn 5 câu dễ nhỉ. Nó ta gọi nó sau. Gọi số viên bi của ba bạn An, Bảo, Chi lần lượt là bao nhiêu? Lần lượt sẽ là ABC, đúng không? Nó phải lớn không? Thế ta có sau. Ta có này. Đúng không? Thì nó sẽ là bằng, suy ra ta có là A trên 4 bằng B trên 5 bằng C trên 6, đúng không? Và ở đây bây giờ bạn An là ít hơn Chi, tức là bằng C trừ đi A tất cả trên 6 trừ 4 thì nó bằng 4 trên 2 bằng 2. Ở đây là áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau. Vậy số bi của An sẽ là 4 nhân với 2 là mấy?
4 nhân 2 là 8 bi. Số bi của bạn Bảo nó là bằng 5 nhân 2 bằng 10 bi. Tiếp theo chúng ta có số bi của bạn nào? Số bi của bạn Bảo này. Tiếp theo rồi số bi của bạn nào nhỉ? Số bi của bạn Chi đúng không? Nó là mấy? Số bi của bạn Chi nó sẽ là bằng 6. 6 nhân với 2 bằng 12 bi. Và đáp số đây. Đáp số đây là bao nhiêu? Ok. Xong nha. Vậy là chúng ta đã xong cái phần bài toán có đề văn ở trong cái phần tỉ thức. Được chưa nào? Về nhà thì chúng ta sẽ làm một số các bài tập như sau. 1, 2, 3, 4, 5.